Phan lo ngại cho tương lai Bạch Lộc và Hứa Khải, sau khi một sao nam muốn thoát khỏi ông trùm Vu Chính. Giữa năm 2022, sự kiện Tống Uy Long đệ đơn kiện công ty Đông Dương Hoa Ngu do Vu Chính điều hành và giữ vai trò giám sát, và công ty trách nhiệm hữu hạn Hoắc Nhĩ Quả Tư Hoa Ngu là công ty con, thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Đông Dương Hoa Ngu, đã gây xôn xao khắp cõi mạng. Được biết, nguyên nhân Tống Uy Long đệ đơn kiện là vì liên quan tới vấn đề tranh chấp hợp đồng, nam diễn viên đã không nhận được hỗ trợ tài nguyên phim ảnh, công việc từ công ty. Ngoài ra, trên mạng còn từng râm ran đồn đoán, Hoa Ngu vì để Tống Uy Long buộc chặt sự nghiệp vào công ty, đã đem nghệ danh, cũng là tên thật của anh, Tống Uy Long, để đăng ký bản quyền, một hành động vô cùng đáng lên án. Sau gần 2 năm trời vướng kiện tụng, cứ ngỡ sự việc đã được giải quyết, Tống Uy Long thành công thoát khỏi móng vuốt của Vu Chính. Khi dân tình phát hiện ra thông tin trên trang Weibo chính thức của Tống Uy Long, đã sửa dòng mô tả từ diễn viên Tống Uy Long ký hợp đồng với Hoa Ngu ảnh thị thành diễn viên, không còn hàng chữ phía sau. Netizen và người hâm mộ chưa kịp vui mừng, thì phía Hoa Ngu đã ngay lập tức phát văn bản, tuyên bố Tống Uy Long vẫn là nghệ sĩ trực thuộc Hoa Ngu và vẫn chịu sự quản lý từ Vu Chính, đồng thời xác nhận lại rằng, vụ kiện chấm dứt hợp đồng giữa nam diễn viên lấy danh nghĩa người nhà và công ty đang được tiến hành, chưa kết thúc. Được biết, Hoa Ngu đã không còn mặn mà gì với Tống Uy Long từ lâu, nhưng nhất quyết không chịu nhã người, khiến cư dân mạng hết sức khó hiểu. Bên cạnh những lời bình luận mắng mỏ Hoa Ngu, một bộ phận netizen bất ngờ đề cập đến Hứa Khải, Bạch Lộc. Bạch Lộc hiện tại là nhất tỷ của Hoa Ngu ảnh thị, được Vu Chính o bế hết mực. Với sự phát triển như hiện tại, vài năm tới cũng khó có chuyện nàng tiểu hoa thất thế, chứ đừng nói tới việc bị công ty bỏ bê. Nhưng Hứa Khải lại khác, anh đúng là nhất ca Hoa Ngu. Song, một vài năm trở lại đây, anh vẫn chưa thể bật lên được hàng tiểu sinh lưu lượng cao, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức lưng chừng, phim chiếu nhiệt cũng bình thường tới không thể bình thường hơn. Có ý kiến cho rằng, nếu Hứa Khải vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ như vậy, rất có thể anh sẽ bị đối xử y như cách công ty đã làm với nam thần họ Tống. Phải biết, trước khi Tống Uy Long bị bỏ rơi, tài nguyên của anh cũng tốt vô chừng, hầu như phim nào chiếu cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình, như lấy danh nghĩa người nhà, trạm kế tiếp là hạnh phúc. Anh còn được phong là bạn trai quốc dân với lượng fan đông đảo. Sau vụ kiện tụng, năm 2023, Tống Uy Long đã quay trở lại làng phim, nhưng vì đã biệt tâm một thời gian tương đối dài, sự chú ý của khán giả cũng bị phân tán phần nào. Triệu Lệ Dĩnh tự đề xuất đóng vai câm điếc với đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Phim điện ảnh Điều thứ 20 càng gần tới ngày ra rạp, thì đoàn phim càng tiết lộ thêm nhiều điều thú vị xoay quanh bộ phim. Kể từ khi Điều thứ 20 chính thức công bố dàn diễn viên cũng như ra mắt trailer, hậu trường, thì sự thảo luận dành cho Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn rất cao, dù rằng cô không phải diễn viên chính. Nguyên nhân tới từ sự thể hiện ấn tượng của Triệu Lệ Dĩnh trong những phân đoạn phim đầu tiên được hé lộ. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hách Tú Bình, một người phụ nữ khiếm thính, chồng Hách Tú Bình bị vu oan còn con gái rơi vào tay kẻ xấu, một người mẹ người vợ đau khổ tột cùng, nhưng lại không thể nói lên nỗi lòng của mình, không biết bấu víu vào đâu, chỉ có thể diễn đạt tâm trạng bằng tất cả ngôn ngữ cơ thể. Điều đáng nói, nhân vật Hách Tú Bình ban đầu không phải người câm điếc, chính Triệu Lệ Dĩnh đề xuất với đạo diễn Trương Nghệ Mưu về đặc điểm này của nhân vật. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, đạo diễn Trương Nghệ Mưu cho biết đã liên hệ với Triệu Lệ Dĩnh để mời cô đóng vai Hách Tú Bình khi nữ diễn viên còn đang ở trong một đoàn phim điện ảnh khác. Khi đang bàn luận về vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh đã hỏi vị đạo diễn rằng tại sao chỉ có cô bé con là người câm điếc, còn người mẹ không phải. Em cảm thấy có lẽ cô ấy cũng có thể bị vậy. Câu hỏi này đã khiến đạo diễn Trương Nghệ Mưu ngỡ ngàng, bởi bản thân ông chưa từng nghĩ tới vấn đề này khi nghiên cứu kịch bản. Câu hỏi của Triệu Lệ Dĩnh giống như đánh thức tâm trí ông. Theo vị đạo diễn, đề xuất này sẽ giúp nhân vật Hách Tú Bình có sức bùng nổ hơn rất nhiều. Nhân vật này là ngòi nổ trong câu chuyện, tất cả bắt nguồn từ cô ấy. Điểm này rất tuyệt, như vậy, diễn viên sẽ có bệ đỡ rất tốt, nhưng cũng là một thử thách cực lớn. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhận định, ông đồng ý với đề xuất của Triệu Lệ Dĩnh và cho biết sẽ sửa kịch bản theo ý kiến đó. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là Triệu Lệ Dĩnh phải vào đoàn sớm hơn, dành nhiều thời gian trải nghiệm sinh hoạt của người khiếm thính, cố gắng học tập ngôn ngữ ký hiệu và đồng thời cũng thử thách diễn xuất hơn rất nhiều. Triệu Lệ Dĩnh sẵn sàng tiếp nhận thử thách này và đã thể hiện một diện mạo hoàn toàn mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Dương Tử phủ nhận đóng phim cùng Lưu Vũ Ninh. Phía Dương Tử mới đây đã chính thức phủ nhận tin đồn góp mặt trong bộ phim truyền hình cổ trang Phong Nguyệt Bất Tương Quan cùng Lưu Vũ Ninh. Hiện tại, nữ diễn viên đang tập trung quay Quốc Sắc Phương Hoa cùng Lý Hiện. Những dự án tiếp theo vẫn chưa có thông tin gì. Được biết,
Dương Tử là sao nữ thứ ba vướng tin đồn đóng Phong Nguyệt Bất Tương Quan. Trước đó Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư cũng từng bị réo tên. Phong Nguyệt Bất Tương Quan có nội dung khá hấp dẫn, là phim đại nữ chủ, xuyên suốt bộ phim là hành trình nữ chính trưởng thành, trải qua nhiều biến cố, vô số bi kịch, chinh chiến xa trường rồi lại tham gia điều tra phá án, hỗ trợ thái tử đăng cơ, nam chính là nhân vật thái tử, tuy ít đất diễn hơn, nhưng cũng có thiết lập khá thú vị, dễ hút fan, bởi vậy, khán giả khá háo hức với danh tính dàn diễn viên sẽ góp mặt trong tác phẩm này. Tuy vậy, không ít người hâm mộ hy vọng Dương Tử sẽ nhận một bộ phim hiện đại sau khi hoàn thành Quốc Sắc Phương Hoa, bởi cô vẫn còn hai bộ cổ trang nữa là Trường Tương Tư 2 và Thanh Trâm Hành có khả năng lên sóng trong năm 2024. Nhiều netizen cũng cho rằng, Dương Tử nên đóng thêm phim hiện đại để có hình ảnh mới mẻ, trau dồi diễn xuất và thuận lợi hơn trong việc chuyển hình, bởi hiện tại cô cũng đã ngoài 30 tuổi, không thể đóng ngôn tình cổ trang mãi được. Có được thành công với hai bộ phim hiện đại là Cá Mực Hầm Mật và Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn, nhưng Dương Tử vẫn bị nghi ngờ khả năng diễn xuất khi đóng phim hiện đại. Trong tác phẩm mới nhất, nhiều khán giả cho rằng, dù bỏ qua yếu tố tuổi tác không phù hợp, thì diễn xuất của Dương Tử cũng chưa khiến người xem thỏa mãn. Cô bị nhận xét là diễn xuất cường điệu, ồn ào, thiếu chiều sâu. Hậu Phong Sát vì trốn thuế, Trịnh Sản bị chủ nợ sang tận Mỹ truy tìm, từng bỏ bê quay phim vẫn yêu sách đòi tiền tỷ. Ngày 2 tháng 2, dư luận Trung Quốc xôn xao bàn tán, khi nhà sản xuất phim Tuyệt Mật Giả công khai bóc phốt Trịnh Sản trên mạng xã hội. Trương Phàm, nhà đầu tư Tuyệt Mật Giả, cho biết nữ diễn viên sinh năm 1991 vẫn chưa bồi thường 60 triệu nhân dân tệ, 205 tỷ đồng, cho anh theo phán quyết của tòa án vào cuối năm 2022. Vì vậy, anh đã phải bay sang Mỹ, truy tìm địa chỉ của Trịnh Sản từ Colorado, Florida, California, cho tới New York trong 20 ngày. Theo Trương Phàm, có nằm mơ anh cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào cảnh đi đòi nợ dài đằng đẵng và khổ sở như hiện tại. Trương Phàm chia sẻ, anh đã huy động mọi nguồn lực, sức lực và tiền bạc để tìm kiếm dấu vết của Trịnh Sản. Khi có người cho biết Trịnh Sản đang sống ở Denver, anh lập tức đi tìm. Tuy nhiên khi đến địa chỉ này, ngôi nhà đã bị bỏ trống. Để truy vết điểm đến cuối cùng của Trịnh Sản, anh thậm chí phải tìm kiếm thông tin ở các công ty vận chuyển trong khu vực nghi vấn từng là nơi nữ diễn viên Trịnh Sản sinh sống. Trước đó, Trương Phàm nhiều lần cố gắng liên lạc với nữ diễn viên thế hệ 9X qua một trung gian, đề nghị cô sớm giải quyết khoản nợ. Tuy nhiên, nhà sản xuất họ Trương chỉ nhận lại những lời từ chối. Theo Trương Phàm, Trịnh Sản nói với anh rằng, cô sẽ không trả nợ và yêu cầu nhà sản xuất bộ phim Tuyệt Mật Giả từ bỏ ý định đòi nợ. Trương Phàm cũng hé lộ, Trịnh Sản từng nhận tổng cộng 120 triệu nhân dân tệ, hơn 406 tỷ đồng. Cho 61 ngày quay phim Tuyệt Mật Giả. Ngoài ra, nếu thời gian quay phim quá 61 ngày, nữ diễn viên yêu cầu được trả thêm 2,2 triệu nhân dân tệ, hơn 7,4 tỷ đồng mỗi ngày. Theo nhà sản xuất nổi tiếng, Trịnh Sản không có thái độ làm việc chuyên nghiệp, cô thường xuyên biến mất trong thời gian quay phim, do Trịnh Sản là diễn viên chính nên đoàn phim không thể quay nếu thiếu cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy thỉnh thoảng biến mất và chúng tôi vẫn phải trả thêm các xê cho cô ấy vì thời gian quay vượt quá quy định, Trương Phàm chia sẻ. Ngoài ra, nhà sản xuất họ Trương cũng không hài lòng bởi thái độ làm việc chảnh chọe và thiếu tôn trọng người khác của Trịnh Sản. Nhà sản xuất bộ phim Tuyệt Mật Giả đã đâm đơn kiện Trịnh Sản sau khi bộ phim không thể lên sóng vì bê bối đời tư của nữ diễn viên. Trịnh Sản bị cấm sóng, vĩnh viễn không thể hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ sau bê bối bỏ rơi con mới chào đời và trốn thuế vào năm 2021. Ngoài khoản tiền bồi thường 60 triệu nhân dân tệ, tương đương 203 tỷ đồng, Trịnh Sản cũng bị yêu cầu bồi thường 90,5 triệu nhân dân tệ, 306 tỷ đồng, cho công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Đông Khai Chi Tinh, đơn vị sản xuất bộ phim Người Tình Phỉ Thúy. Công ty cho rằng, chính bê bối đời tư của Trịnh Sản khiến phim không thể phát sóng như dự kiến. Đến nay, Trịnh Sản không chịu thanh toán cho đối tác. Theo trang 163, Trịnh Sản bị hạn chế tiêu dùng, hạn chế xuất cảnh, bị niêm phong, tịch thu, đấu giá tài sản vì không chấp nhận quy định của tòa án. Nữ diễn viên có thể phải ngồi tù nếu tiếp tục không thực hiện phán quyết của tòa án. Đầu tháng 1 vừa rồi, Trịnh Sản bị xếp vào danh sách nghệ sĩ vướng nợ xấu của làng giải trí Hoa ngữ. Thời gian qua, tòa án Trung Quốc đã tiến hành rà soát tài sản của nữ diễn viên ở Trung Quốc, xem xét khả năng thanh toán nợ trước khi có quyết định cuối cùng cho trường hợp chậm thi hành phán quyết của Trịnh Sản. Được biết, năm 2022, Trịnh Sản đã bán căn penthouse với giá 23 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, số tiền thu về từ việc bán nhà không đủ để người đẹp chi trả khoản nợ khổng lồ. Cô phải nộp 46 triệu đô la Mỹ vi phạm trốn thuế,
bồi thường tổng thiệt hại 140 triệu đô la Mỹ cho nhãn hàng, nhà sản xuất phim ảnh và các chương trình truyền hình. Trong gần một năm qua, Trịnh Sản không ngừng đàm phán với đối tác về phương án trả nợ phù hợp với hoàn cảnh của cô, song việc thương lượng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.